con số 12 và những điều kỳ diệu của nó. Không phải ngẫu nhiên mà con số 12 lại mang trong mình những điều kỳ diệu đến lạ lùng. Sau đây số 12 sẽ cho chúng ta biết điều gì nhé. Chúng ta có 12 giờ, là nửa vòng của quả đất quay trên trục của nó, tạo ra ngày đêm, sáng tối, âm dương. Có 12 tháng, là một vòng quay của quả đất, theo quỹ đạo của nó quanh mặt trời, tạo ra 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. Có 12 con giáp là Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Có 12 cung hoàng đạo là Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Đình, Ma Kết, Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Hắc, Bảo Bình, Song Tử, Thất Nữ, Nhân Mã, Song Ngư. Ngày 12 tháng 12 năm 2012 là thời điểm cuối cùng của thế kỷ 21, bởi lẽ hai số cuối của ngày, tháng, năm giống hệt nhau. Con người có 12 đôi thần kinh, 12 tạng phủ, xuất phát từ sọ não, phân bố khắp cơ thể, chi phối sự linh thông sáng suốt của con người. Trong thần thoại Hy Lạp thì có 12 vị thần của Olympus. Quãng đời học sinh trải qua 12 năm học, một đội bóng đá có 12 người chính, gồm 11 cầu thủ và một huấn luyện viên, nếu không tính các trợ lý và cầu thủ dự bị. Hầu hết các câu chuyện ma hay cốt truyện của những bộ phim ma quái đều xảy ra kể từ 12 giờ đêm trở đi. Ông bà ta có câu nói, phận gái 12 bến nước, trông nhờ, đục chịu, bởi vậy tương lai của người con gái khi theo chồng là hoàn toàn phụ thuộc vào thân phận người chồng. Ngày xưa thời phong kiến, hệ thống các loại hình công việc và địa vị trong xã hội được phân theo 12 cấp bậc. Canh, tiều, ngư, mục. Sĩ, nông, công, thương, công, hầu, bá, tử. Và còn rất nhiều những bí ẩn về con số 12 mà chúng ta chưa khám phá ra hết. Còn bạn, bạn đã biết điều gì về con số 12? Ngoài những phân tích ở trên, hãy để lại ý kiến của bạn nhé.